Chánh Minh. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh thấy có cô tu nữ Tề Duyên ở trong room, cô có thể cầm mic được bây giờ không cô? Thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cô tư nữ Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic bây giờ được không cô? Dạ, nếu mà cô chưa cầm mic được thì Nhật Quỳnh mến mời Trịnh Đặng Đông mở hàng. Đặng Đông ơi, dạ, rồi sau đó Nhật Quỳnh mến mời Xích Trần Đạo, cô Ánh Minh, Xích Từ Mẫn, Xích Tâm Hương, Xích Trần Phụng. Mời Cẩm Vân hả? Cẩm Vân ơi, có người mà mời Cẩm Vân thử mic kìa. Rồi, xa thử bằng tay Cẩm Vân. Dạ, tất cả quý vị trong đạo tràng có thể đưa bằng tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, bây giờ thì mời Cẩm Vân mở hàng nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thập Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu cấp cứu số 07. Suppa nu pat min vi ha ran tăng in ri ye su a sang vu tăng bồ chá na bồ chá nam hí a mát tanh nhum cú si lăng hi na quý rí văn tăng quê phá xá há tí ma rô qua tô rút khăn quá đúc bá lăng xúc ba nú bát min quý há ran tăng in rí dê số á xăm vú tăng vô chá nam hí á mát tâm nhùm cú si tăng hí ná quy rí dân tăng quê phá xá há tí ma rô qua tô rút khăn quá đúc phá lăng xúc bà nú bát xin ví há ram tăng in rí dê xú a sang vú tăng vô chá nam hí a mát tâm nhùm cú si tăng hí ná quy rí dân tăng quê phá xá há tí ma rô qua tô rút khăn quá đúc bá lăng ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn ăn uống thiếu tiết độ biến nhét chẳng tinh cần ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người hằng sai đắm lục trần ăn uống vô độ trăm phần dễ vui, ma vương chúng vỗ tay cười, cây mềm yếu gió tơi bời gió lai. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Xích Trần Đạ, Xích Rạng Đông. Dạ. Sa thú làm thai cô Cẩm Vân. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính lãnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kể Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đọc. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 7. Suppa nu pát sinh quý há rằm tăng in ri dê số á sang vô tăng phô cha nằm hi a ma tần nhum cú si tăng hi na quỳ ri dân tăng quê ba sa ha tí ma rô qua tô rút khăn quá đút ba lần xuất pha nú ba sinh quý ha rằng tăng in ri dê số á sang vô tăng phô cha nằm hi a ma
tầm nhùm cu sì tầng hì na quỳ ri dằng tầng quỳ ba sa ha tí ma rô qua tô rút khăn quá đúc ba lăng xúc phà nú bá sinh quý há rằm tầng in trí dê su á sàng vô tầng phô cha nằm hí á má tầng nhùm cú sĩ tầng hì na quỳ rí dằn tầng quê ba sa há tí mà rù hòa tô rút khăn quá đúc ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng không hộ rì các căn ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần. Ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xúc phà nú bá sinh quý há ram tăng in ri dê su á sẵn tăng phô cha nằm hí á máp tăng nhùm cú sĩ tăng hì ná quỳ ri dặn tăng quê ba sa ha tí ma rô hoa tô rút khăn quá đốt ba lần. Người hằng say đắm lột trần uống ăn vô đổ trăm phần dễ vui. Ma dương chúng dỗ tai cười cây cành mềm yếu tơi bời gió lay. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Đặng Long. Nam mô Bích Thành Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng công đức tăng, như lễ chư tôn nữ tự viên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin để cô kinh Pháp Cú số 7 ạ. Sập-pa-nô-pa-si-vi-ha-ra-ng-tăng Ừ chi giê xu a sa vô tăng Bệ cha năng hi a ma tăng Phú si tăng hi ma vi thi dân Tăng quê ba sa ha ti ma lô Qua tô rút khăn và đức ma lăng Sụp ba nô ba xìm vi ha văn tăng In khi giê xu sang vô tăng cha năng hi a ma tăng cú si tăng hi là vi di dân tăng quê ba sa hà chi ma lô và tô rút khăn và đức ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tứ không hộ trì các căn ăn uống thiếu tiết độ biến nhát chẳng tinh cần. Ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sụp ba nô ba ni xìm vi ha văn tăng Đến thi giê su a sa phu tăng Mô cha năng hi a ma tăng Phú si tăng hi là vi di dân Tăng quê ba hạ ti ma lô Hóa tô rút khăn và đức ma lăng. Người hằng say đắm lục trần, uống ăn cô độ trong phần dễ vui. Ma dương, chúng vỗ tay cười, cây cành mềm yếu tơi bời gió lay. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Vinh Hóa Thế Na đã góp bài ạ. Và kính mời chị Lạc Lâm ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, dạ con kính cảm ơn cô Tiểu Duyên, Hoa Nguyệt, Trần Đạo, Từ Mẫn và Thần Phụng đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu câu cú số 7. Dạ. Sup pa nu pa sim vi ha rang tang in di ye su A sang vút tăng phô cha năng hi á mát ta tăng nung su khi tăng hi na uy ri dân tăng quê bát sa hát tí ma rô
qua tô rút khá rút khầm quá đút ba lần. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống và ăn uống thiếu tiết độ, biết chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ác như cây yếu trước gió. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sau đến là bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Kẻ ấy như cây yếu trước gió. À, lại Phật và con đọc lộn rồi. Người hằng say đắm dục lục, người hằng say đắm lục căn, uống ăn vô độ trăm phần dễ vui. Ma vương chúng vỗ tay cười, cây cành mềm yếu tơi bời gió lay. Và con xin kệ. Sapanupan sim vi harang tang eri yesu asam vun tang pho cha nang phụ cha năng hi a mát tăng nôm cú si tăng hi na quỷ đi dân tăng quế ban cha hà tì ma rô qua tô run khăn qua đun ba lăng. Sô pa nô pan chim quy ha răng tăng y di ye su a sam bu tăng ô cha năng hi a man tan đông cu ri tăng hi na quy ri yang tăng quy ban sa ha ti ma ro qua tô cố gắng qua đúng ba lần. Dạ mời Trần Phụng mà như vậy đúng rồi. Mời Trần Phụng. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn quý cô đã cho con biết âm thanh rõ. Và con xin được ông bài câu pháp cú số 7. Suva Nubat Sin Viharam Tăng In ri ye su a sang vu tang pho chan nang hi a mat tan nhung cu si tang hi na vi ri yang tang ve ba sa ha ti ma ro va to ru khang va dut ba lang su pha nu ba sin Nước bác xin vi há rắc, vi há ràm tăng, in ri dê xú, á sàng vô tăng, phô chá nành, hi á mát tăng nhung, cú xì tăng, hi ná vi rí dăng tăng, về bá xá há tí mà rô, và tô rút khăn, vá rút ba lăng. Ai sắm nhìn? Ai sắm nhìn tịnh tướng không hộ các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, nhà con xin kể. Supanubasin viharantan in yesu asangputan pochanang hi amatang nung si tang hi na phi ri yang tang ve ba sa ha ti ma ro va to ru khang va du ba lang su fa nu ba sin vi ha ran tang in di ri su a sang bu tang pho cha na hi pho cha nang hi ha ma tan nyung
kusita hi na viriyang tang ve bahasa tang ve bahasa hati naro va torukang va rudalang. Người hàng say đắm lục trần uống anh vô độ tranh phần dễ vui, ma vương chúng vỗ tay cười cay cành mềm yếu tơi bời gió lay. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con cảm ơn chú Bát Thanh Na đã cho bài đọc. Dạ, con trả tâm con xin dâng biết lại, con xin xuống biết hạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Thẩm Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, kính lễ Vua Cao Thân Chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 7. Dạ, cảm ơn huynh quá. Sukhano basin vi haram tang tình di Jesu ang vu tang po chang ni amat nyu ni na vi yang tăng quê ba sa ti ma ro wa to ru căn wa đục ba lăng đục ba nu ba xin quê ha ran tăng tình Bồ Tát Bồ Tát năng diệt từng ba sa ma ru a ru ma la an tu căn bốn ba uy thì hiếm như cây yếu trước gió. Hòa Thượng Thích Minh Châu, vì hằng tắm dục uống độ vương chúng vỗ tay cười cây cành mềm yếu tơi bời gió lay. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, giờ là thấy tín hiệu của Ái Minh. Dạ, kính mời Ái Minh. Dạ, yeah, sa thú lành thay ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Rạng Đông, Xích Trần Phụng, cô Tư Mẫn, cô Tư Nữ, Tự Duyên. Dạ, con xin phép. Vâng, chút xíu ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 7. Sufa nupasin griha rành tầng in đi dì su asan vu tầng phơ cha nam hi a namat tan nhung
cư sĩ tăng hi na vi ri dần tăng về ba sa ha ti ma ro qua tô ru khen qua đức ba lần su pha nu ba xin vi ha rần tăng in ri về su a sang vu tăng phơ cha nam hi a ma tan nhung cư sĩ tăng hi na vi ri dần tăng quê ba sa ha ti ma ro wa to rút khăn qua đút ba lần ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn ăn uống thiếu tiết độ biến nhé chẳng tinh cần ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Người hằng say đắm lục dục trần chứ người hằng say đắm người hằng say đắm người hằng say đắm lục trần uống ăn vô độ trăm phần dễ vui ma vương chúng vỗ tay cười cành mềm yếu tơi bời gió lai phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ anh Minh kính mời cô Từ Mẫn cô ơi còn giờ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ xạ thủ dạ con Từ Mẫn con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật ân đức giáo pháp ân đức tăng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ hôm nay con xin kệ bài câu số 7. Dạ. Su pha nu pha xin vi ha rằng tăng in ri ye su a sam vu tăng po cha nam hi a mu tăng nhung cu si tăng hi na vi ri yang tăng quê ba sa ha ti ma ro wa to ruk hang wa duk pa lang. Su pha nu pha xin vi ha rằng in ri ye su a sam vuk tăng bồ cha nam hi a man tăng nhung cu si tăng hi na vi ri yang tăng quê ba sa ha ti ma ru qua tô rục khăn qua đục ba lần su pha nục phát sinh quy ha răng tăng in ri ye su a sam vung tăng phô cha nam hi a mát tăng nhung cù si tăng hi na quỳ ri dân tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô đục khăn qua đục ba lần ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn ăn uống thiếu tiết độ biến nhát chẳng tinh cần ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Hòa thượng Thích Minh Châu. Người hằng say đắm lục trần uống ăn vô độ trăm phần dễ vui ma vương chúng vỗ tay cười cây cành mềm yếu tơi bời gió lay. Hòa thượng Giới Đức. Dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng cùng cảm ơn quý anh chị em trong đạo tràng huynh quá tha ná đã bót bài. Con xin xuống mình Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn sư Từ Mẫn. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhược Quỳnh, kính chào đạo tràng và cảm ơn sư Rạng Đông cho Nhược Quỳnh được biết được tín hiệu. Và Nhược Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tệ viên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh do giao đạo tràng. Dạ bây giờ thì đã lỗ hết 3 phút để học bài mới. Dạ chúng con xin sám hối với đại đức Tịnh Đạt. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư để đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ cảm ơn Minh Bát Tha Ná cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Phạm Thiên Phận nhậm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa cao pháp của kinh số 8. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Trước khi đi vào buổi học mới ngày hôm nay, chúng con xin cung thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về Tam Bảo đảnh lễ một cách tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch tăng tòa đạo tràng, ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn kế tiếp. Đó là câu kệ ngôn số 8 trong phẩm sông đối. Dạ mật cơ quốc cánh. Quý vị có thấy chúng ta học bộ kinh pháp cú này có cái nhiều cái lợi ích. Qua nhiều lần diễn đàn của chúng ta ôm đi ôm lại, cũng như là các vị giảng sư cố gắng để mà giảng đi giảng lại các cái nội dung trong bộ kinh pháp cú này.
Thì mong rằng đây là những cái bài học kinh nghiệm cũng như là những cái sự chia sẻ lẫn nhau thông qua cái bộ kinh Pháp Cú này mang nhiều cái lợi ích đến cho thể bản thân các quý vị giảng sư và toàn thể quý vị cùng nhau để mà trao đổi. Thì ngày hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn số 8. Câu kệ ngôn số 8. Nội dung câu kệ ngôn số 8 mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay như sau. Asupano basin viharantang Indriye su su sanghutang Vojanam hi chamatanyung Satthang aratha viriyang Tangwe napasati maro Vato selang vapapatang. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Khi trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh tướng, khéo hộ trì các căn, biết độ lượng về vật thực, có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn, ma vương quả nhiên không ngự trị người ấy, tợ như cơn gió không đè bẹp được ngọn núi đá. Bản dịch văn xuôi của ngài Indachana Chánh Thân. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và trước tiên diễn đàn chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 8 này. Asupanupasing viharantang. Trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh tướng. Asupanupasing là một cái hợp từ gồm có từ supa cộng với tiếp tục ngữ á và anupasi. Asupa là cái từ hình thành bởi cái từ ná cộng với lại xú phá, cho nên chúng ta có từ á xú phá là bất tịnh, á là không, xú phá là tịnh, không có tịnh là bất tịnh. Anupasi, anupasi nó xuất phát từ cái căn động từ là disati là thấy, cộng với lại cái tiếp động ngữ anu. Anu chúng ta có cái từ là anupassi. Thực sự ra cái từ này có cái sự hình thành khá là phức tạp, tuy vậy chúng ta chỉ dừng lại cái điểm đó là căn động từ để chúng ta hiểu cái từ này mà thôi. Anupassi có nghĩa là cái người suy tưởng hay là cái người nhìn ngắm. Cái người suy tưởng hay là người nhìn ngắm. Viharantang, viharantang. Viharantang có nghĩa là cái việc sinh sống. Sinh sống ở đây nó có cái nghĩa là sống mà có cái sự gắn liền với cái lối sống, có một cái lối sống. Chữ quý hơ ranh tăng này không phải đơn thuần là sống chết, mà là một cái lối sống. Cái lối sống. Indriye su su sanghutang. Indriye su su sanghutang.
khéo hộ trì các căn. Chữ Indriye Su là các căn. Các căn ở đây là nói về sáu căn của một chúng sanh, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Xuất sanh vũ tăng là một cái từ xuất phát từ cái căn động từ là warati, là chữ phòng hộ, kết hợp với lại hai cái tiếp đầu ngữ xú và săn. Xú có nghĩa là khéo léo, tinh tường. Chữ săn là cái sự là trọn vẹn, cái sự phòng hộ một cách khéo léo mà trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây là từ khi cái giai đoạn cảnh nó đến rồi ghi nhận, rồi cảnh nó mất, phòng hộ không cho bị phiền não sanh khởi, và phòng hộ khi phiền não sanh khởi được đoạn diệt, đoạn trừ, nên là phòng hộ một cách trọn vẹn. Xuất sanh vô tăng. Cái từ khéo ở đây nó rất là có ý nghĩa. Cái từ xú sanh vô tăng là một sự phòng hộ khéo léo. Cái từ khéo léo đây nó có một cái hàm nghĩa rất là quan trọng với cái người có cái thái độ tu tập hay là không tu tập, là nó thể hiện ở cái từ xú. Cái từ xú. Cái chỗ này thì thêm nói thêm tí xíu, khi mà chúng ta học cái câu kệ ngôn số 7 đó, chúng ta chỉ gặp cái từ này là asan vũ tăng, là sự không khéo, không hậu trì, không hậu trì. Còn như trường hợp ngược lại là cái sự hậu trì, nhưng mà được nhấn mạnh hậu trì mà cộng với là đời xuống nữa, và là hậu trì một cách khéo léo, thuần thục. Nó khác biệt với lại cái sự đối lập là có hậu trì hay là không hậu trì, mà là hậu trì một cách khéo léo, thuần thục. Cái từ xú này nó nhấn mạnh rất là rõ cái ý nghĩa này. Từ câu kế tiếp đó là phô cha nam hi cha mát tân nhung. Phô cha nam hi cha mát tân nhung, biết độ lượng về vật thực. Phô cha nam hi, phô bắt nó là ngữ cách chia của phô cha ná. Phô cha ná là cái vật thực, cái vật thực. Mắt tân nhung, hay trí trá là và, trí trá có nghĩa là và. Mắt tân nhung là cái sự hiểu biết về cái độ lượng. Từ mắt tân nhung này là một cái từ hình thành từ cái từ căn gốc, đó là từ nha, là cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ. Hiểu biết hay là cái trí tuệ. Khi mà nha nó biến đổi thành chữ nhu và cộng với từ mắt tá. Mắt tá là cái độ lượng, cái chừng mực, cái kích thước. Và cái người mà biết được, hiểu biết được cái chừng mực, cái độ lượng là cái người gọi là, được gọi là mắt tanh nhu. Mắt tanh nhu. Câu kế tiếp đó là sát thân arata viriyan, có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn. Sát thân arata viriyan, sát thân đó là có niềm tin hay là lòng tin. Từ sát tha arata viriyan, arata cộng với từ viriya là từ arata, đây nó có nghĩa đó là vững vàng, vững chãi, kiên định. Từ viriya là sự nỗ lực tinh tấn, nỗ lực tinh tấn. Cái cách dùng từ này sẽ đối lập lại với cái câu số 7 là hina viriyan, là một cái sự nỗ lực thấp kém, thấp kém hay là tinh cần một cách ít nổi. Cũng có cái sự nỗ lực, nhưng mà nỗ lực nó không có chính đáng, nó không có đáng kể. Khác biệt đó là cái sự nỗ lực
Arata là cái sự bền bỉ, nỗ lực không biết mệt mỏi, nỗ lực không có có cái sự tính toán ngày đêm, thì nỗ lực một cách tự nguyện, thấy được vấn đề mới có cái sự Arata Viriya, nỗ lực một cách bền bỉ. Câu kế tiếp đó là Tăng Quê Nappasahati Maru, Ma Vương quả nhiên không ngự trị người ấy. Tăng ở đây là cái vị ấy, cái người ấy, cái người này á, cái chữ tăng ở đây là cái từ đại từ ám chỉ, đại diện cho cái người mà có những cái tiêu chuẩn trên, là cái người sống quán bất tịnh, sống có cái sự thu thúc các căn, sống có cái sự có cái lối sống tinh cần, không có biếng nhác, có cái lòng tin, thì đó, cái người đó là chữ tăng đó. Tăng quê có nghĩa là cái quả nhiên, nhấn mạnh từ nhấn mạnh. Nappasahati, Nappasahati là cái từ động từ Passahati cộng với lại cái phủ định ná, khi mà hình thành ghép lại thì cho để dễ đọc hơn, trong cái luật sanh thí thì có cái luật đó là gấp đôi cái phụ âm, cho nên chúng ta có cái từ nắp, nắp Passahati có nghĩa là không có ngự trị hay là uy hiếp, không có ngự trị uy hiếp. Cái từ Passahati là ngự trị hay là uy hiếp. Rồi Maru, Maru là phiền não ma. Ở đây ám chỉ mạnh mẽ, rõ ràng đó là phiền não ma. Cái phiền não của chúng sanh đó, cái phiền não của mỗi chúng sanh, cái từ Maru. Câu cuối cùng đó là Vato Se Lang Wa Pappatang. Vato Se Lang Wa Pappatang. Qua tô có nghĩa là cơn gió hay là ngọn gió. Cơn gió. Xê lăng. Xê lăng nó là cái tảng đá hay là chất liệu. Chất liệu ở đây có xê lăng, nó cũng có thể là chất liệu. Chất liệu đó là đá. Chất liệu đó là đá. Xê lăng quá. Xê lăng quá. Được viết tỉnh lược đi cái từ ý, cái từ trọn vẹn đó là xê lăng cộng với là ý vá. Ý vá giống như hay là tợ như. Một ví dụ, một cái ví dụ dùng cái từ ý vá có nghĩa là tợ như, giống như. Pappatang là ngọn núi, ngọn núi. Và xê lăng Pappatang là ngọn núi có chất đá. Chúng ta có nhiều cái ngọn núi chất liệu khác nhau, đá, đá vôi, núi, núi đất, núi một cái gò đất, mà ở đây ám nhấn mạnh đó là một cái ngọn núi lớn bằng đá, núi đá chứ không phải là núi núi thường. Tự như cơn gió không đè bẹp ngọn núi đá. Khi mà chúng ta dịch cái câu này là tựa như cơn gió không đè bẹp ngọn núi đá, thì chúng ta dịch theo cái nghĩa có cái từ vay mượn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 8 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 8. Asupanopasin viharantang indriyesu susangutang hojanami chamatanyung satthang aravirayang tangwe napasati maro vato selang vapapatang.
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: người hằng quán niệm tự thân, uống ăn tiết độ tinh cần sớm hơn, ma vương đâu dễ khinh lờn, gió qua núi đá chẳng sờn chẳng lai. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, cảm ơn quý vị đã post bài và đã cho biết được âm thanh tín hiệu được tốt. Và kế tiếp này chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn số 8 này. Và thưa quý vị rằng cái duyên sự ngày hôm nay phải nói là một cái duyên sự rất là thú vị, bởi vì nó lột trần cái đời sống sa môn có nhiều cái cám dỗ khó khăn, nhất là cái đời sống xuất gia đối với những cái vị mà chưa có một cái niềm vui ở trong giáo pháp và có cái sự hướng ngoại, thì đây là một cái bài học phải nói là rất là thú vị. Và chúng ta qua cái bài học này chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc tu đó, nhất là những cái vị đi xuất gia đó, nó không phải là một cái hình ảnh thiêng liêng như là chúng ta vẫn tưởng tượng khi mà còn là ở đời sống tại gia cư sĩ, mà trong cái đời sống sa môn xuất gia có nhiều cái hoàn cảnh éo le, mà nói thật sự là nó cũng có cái chút suy tư đáng để suy gẫm. Và có những cái câu chuyện nó xảy ra không phải là trong thời kỳ Đức Phật không, mà nó xuất hiện ngay cả thời bây giờ bất cứ ở nơi đâu, bởi vì bản chất của chúng sanh là nó giống nhau, bản chất chúng sanh giống nhau. Thì thưa quý vị rằng cái câu chuyện này, cái duyên sự này nói đến hai cái vị huynh đệ anh em trong nhà tên là Chula Kala và Maha Kala. Cái từ Kala từ có nghĩa là đen, cái màu đen, cho nên Việt ngữ dịch là tiểu hắc và đại hắc. Cái câu chuyện này, khi mà Đức Phật ngài ngự tại một cái kinh thành, chúng ta cũng rất là ít gặp cái kinh thành này ở trong kinh điển, tên là Setapya ở trong rừng Simsapa. Tuy nhiên sau khi tìm một số tin thì quý tịnh đạt xin sẽ nhắc quý vị về kinh thành và cái rừng này với một cái bài kinh mà quý vị chắc chắn là quen thuộc, và qua cái bài kinh này chúng ta sẽ nhớ cái địa điểm này, về sau khi mà chúng ta có gặp thì chúng ta cũng có cái sự ghi nhớ. Cái kinh thành Setapya này là cái kinh thành gần với lại cái kinh đô Kosambi, quý vị. Một kinh trong cái nơi đó là Kosambi. Và cái rừng khu rừng Simsapa này nó gắn liền với một cái bài kinh ở trong kinh Tăng Chi, và không kinh Tương Ưng. Thì trong kinh Tương Ưng có một cái bài kinh đó là kinh Simsapa Sutta, nói về cái khu rừng Sapa luôn thưa quý vị. Thì cái khu rừng Simsapa này, trong cái bài kinh đó Đức Phật ngài đề cập một cái điều mà chúng ta đã từng nghe. Đó là một lần nọ Đức Phật ngài nhặt những chiếc lá trong rừng đó trên để trong bàn tay, và Đức Phật ngài hỏi chứ lá trong tay của Như Lai
và lá trong rừng, thì cái số lá nào nó nhiều hơn? Thì đương nhiên là các vị tỳ kheo đệ tử trả lời rằng số lá trong ta có Đức Phật có số lượng ít hơn là số lá trong rừng. Thì Đức Phật Ngài giải thích rằng cái kiến thức, cái gì mà Như Lai giảng dạy cho hàng đệ tử giống như là chiếc lá trong rừng, những chiếc lá trong lòng bàn tay của Như Lai, với cái mục đích đó là cho chúng đệ tử thấy rằng nguyên nhân nói thấy rằng sự khổ, nguyên nhân của khổ, mục đích diệt khổ và con đường để đưa đến diệt khổ và chính là Niết Bàn. Còn cái sự hiểu biết của Đức Phật đó thì nó nhiều như là số lá trong rừng. Cái đoạn kinh này chúng ta được nghe rất là nhiều lần, nhưng hôm nay Tịnh Đạt xin nhắc thêm quý vị để chúng ta có cái sự ghi nhận, đó là câu chuyện pháp cú này cũng được thuyết tại kinh thành Setapya và trong khu rừng Simsapa này. Cho nên khi chúng ta đọc tới đây, chúng ta có sự ghi nhận. Và hai người anh em Chu Lá Ca Lá và Baha Ca Lá có gia đình ở cái khu làng gần cái kinh thành này, gần cái khu rừng này. Thực sự ra thì trong nhà thì còn một cái người anh em nữa, người anh cả, một cái người giữa và một cái em út, ba người con trai. Thì khi mà trong công việc làm ăn thì người anh cả, người em út thì chuyên về cái việc mà đi lấy hàng, nhận hàng. Còn cái người em giữa đó, cái người giữa đó, thì chuyên cái việc đó là đi bán hàng. Thì thưa quý vị rằng trong một cái lần nọ, trong khi đi qua cái kinh thành khác để mà nhận hàng, thì trên con đường trở về đó, trên con đường trở về thì hai người Maha Ca Lá và Chu Lá Ca Lá đã thấy được một cái dòng người đi đến nghe pháp tại Savatthi, tại Chetavana. Thì họ cũng tò mò thắc mắc và cũng đi đến nghe pháp. Thì cái người anh đi nghe pháp thấy, nhận ra cái sự thật cuộc đời qua cái lời dạy của Đức Phật về cái gọi là tai hại, về cái gọi là lỗi lầm ô nhiễm của ngũ trần dục lạc. Cũng giống như là chúng ta hay thường nói là thế gian vô ích khổ nhiều. Đây là cái nội dung mà Đức Phật Ngài muốn nhắn gửi đến người anh cả Maha Ca Lá. Và sau khi cái thời pháp đó, Maha Ca Lá suy tư rất là nhiều và quyết định đối với cuộc đời này mình không còn gì phải lưu luyến giống như là cái lời Phật dạy nữa, cho nên quyết định xuất gia. Thì khi đi xuất gia như vậy, người em út họ cũng theo người anh, cái người em út cũng theo người anh xuất gia theo. Tuy rằng không có thích lắm, không có mến đạo lắm, nhưng mà thấy người anh xuất gia thì cũng xuất gia theo. Thì sau sự xuất gia của hai anh em đó, thì đối với Maha Ca Lá là một cái người xuất gia vì cái tâm chán ngán cái dục trần dục lạc, cho nên đã cố công tập trung để mà học đạo, học pháp và tu thiền. Và Maha Ca Lá chọn cho mình một cái phương pháp, đó là quán niệm về sự chết, quán niệm tử thi. Thưa quý vị rằng đây là một cái phương pháp thượng thừa của giáo. Cái sự quán niệm về tử thi hay là sự chết đó,
nhìn đó, giống như là một con người sống bi quan, một con người sống với một cái thái độ rất là buồn chán. Nhưng mà đây phải nói là một cái công phu thiền tập rất là cần cái sự nỗ lực, cần cái sự chuyên tâm, chú niệm, cần cái sự rèn luyện rất là cao độ. Và phải nói rằng đây là một cái phương pháp diệt, đè nén và diệt tận các cái tham ái, cái luyến ái đối với ngục lục dạ, về ngũ trần lục dục. Còn cái người em đó, Chu Lá Ca La thì không có được như người anh, vẫn xuất gia nhưng mà không có cố gắng để mà học đạo học pháp. Thì sau cái công phu miệt mài của người anh đó thì đã được cái kết quả rất là thích đáng. Khi mà quán niệm về cái tử thi, khi mà quán xét về cái cơ thể sau khi chết, nó trải qua những cái giai đoạn sình trương, rồi mục rửa, rồi qua cái giai đoạn còn xương cốt. Và một lần nọ đặc biệt hơn đó là quán tưởng về một cái tử thi về một cô gái trẻ còn xuân, con nhà giàu. Khi mà mới chết thì thân thể cũng còn chưa có hư hoại. Từ cái đẹp đẽ của cái thân thể của một người con gái còn thanh xuân nằm trên cái giàn quả, trong khi thiêu cháy ở trên cái giàn quả thì biến đổi một cách mau lẹ, gân thịt từng miếng bị cháy nám, từng cái xương tay, từng cái cánh tay, từng cái chân khi bị cháy bị rụng rã. Và sau một thoáng chốc thì cái thi thể được cho là yêu quý kiều diễm đó nó không còn gì nữa, chỉ còn là một đống tro tàn. Thì qua một cái sự biến đổi một cách mau lẹ đã tác động mãnh liệt lên cái sự quán niệm về cái sự chết của Đại Đức Mahakala. Và ngay lúc đó Đại Đức Mahakala liền suy tưởng và đọc lên một cái bài kinh, một cái bài kệ mà Chư Tăng hiện nay sử dụng để mà quán tưởng khi mà có những cái hữu sự tại gia tư gia, những cái đám ma. Đó là cái bài kệ nói về cái sự vô thường của cái pháp hữu vi. Anicca vata sankhara upadavayatamino upacitto niruccanti te sang upa sumo sukho. Các pháp hữu vi là vô thường, có sự biến đổi, có sanh ác có diệt, chỉ có niết bàn là hạnh phúc. Khi mà quán tưởng về cái sự vô thường cộng với cái sự tác động mãnh liệt về cái sự thay đổi mau chóng của cái tử thi, cái xác chết cô gái hãy còn xuân đó, đã khiến cho Đại Đức Mahakala có cái sự tinh tấn, nỗ lực. Và Đức Mahakala đã thấy được cái sự khổ đau, thấy được cái nguyên nhân sinh khổ, thấy được cái mục đích của cái việc diệt khổ, thành tựu được con đường đưa đến sự diệt khổ, đã thành được, đã chứng được thánh quả A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Thì cái câu chuyện đó, đó là cái câu chuyện về cái sự công phu của hai người anh em sau khi xuất gia, Chu Lá Ca Lá và Mahakala. Và cái câu chuyện mà Tịnh Đạt nói rằng nó thú vị ở đây đó là bởi vì hai cái vị này xuất gia đó là trên con đường đi buông
Cho nên không có kịp báo tin, không có kịp về nhà để mà từ giã gia đình, mà là xuất gia một cách ngang xương. Thì như vậy đó, ở nhà những người vợ của hai cái vị này rất là trông ngóng và mong muốn rằng hai cái vị này một sớm một chiều sẽ trở về nhà giống như ngày trước. Thì cái sự mong ngóng đó đã có cái cơ hội như thế này. Một lần nọ Chư Tăng và Đức Phật đi về kinh thành Setapya đó, thì gần đến cái khu làng, cái khu nhà của hai cái vị này, Chulakala, Mahakala. Thì những cái người vợ, những cái người con, những cái người trong gia đình đó, mới lập mưu để mà níu kéo cho hai vị này hoàn tục về nhà. Cái điểm này đó, ở cái trong thời kỳ mà chúng ta bây giờ đó, nó không phải là ít xảy ra. Có nhiều trường hợp đó quý vị, rằng người con đi xuất gia, cha mẹ lại không đồng ý. Rồi có nhiều trường hợp đó là người chồng đi xuất gia, người vợ không đồng ý. Rồi có nhiều trường hợp đó là khi đi xuất gia rồi đó, thì do cái sự nhớ nhung, do cái sự dính mắc, kể cả cái người đi xuất gia và cái người còn ở lại, cho nên có nhiều cái câu chuyện ở trong đạo đó, có cái người xuất gia đó, nó cũng gần tương tự như là cái câu chuyện của hai vị Chu Lá Ma Ca và Maha Ca Lá, tức là xuất gia mà không có yên, tâm thì mong ngóng cái chuyện gia đình, cái chuyện xã hội. Còn cái người ở gia đình đó, thì mong ngóng cái người xuất gia mau mau đi về. Mà cái trường hợp này chúng ta dễ thấy nhất, đó là những cái trường hợp xuất gia vô duyên. Những cái buổi lễ xuất gia vô duyên, quý vị có tham dự, chúng ta sẽ thấy rằng cái người đi xuất gia thường thường là cái người có gia đình. Mà khi đi xuất gia thì vợ con cũng tham dự buổi lễ, cũng chứng kiến cái buổi lễ xuất gia xuống tóc. Nhưng mà xuống tóc xong thì cũng không có yên, cứ trong hết ngày này qua ngày nọ, hết đếm từng ngày từng giờ để mà trông cho cái người chồng của mình, cái người cha của mình về nhà trở lại. Còn cái người nhỏ tuổi xuất gia vô duyên thì tính từng ngày từng giờ để mà ngoài đi học đi hành. Thì trở lại với câu chuyện đó, là khi mà về đến cái khu làng gần nhà đó, những cái người vợ, người gia đình đó mới tính toán làm cách nào để mà níu kéo hai vị này hoàn tục. Thì đầu tiên đó là Chu Lá Ca Lá đại diện Chư Tăng để mà đến về nhà sắp xếp chỗ ngồi, cũng như là cái cách thức chuẩn bị để mà cung thỉnh Chư Tăng, Đức Phật về nhà, về tư gia để làm phước cúng dường. Và cái mối nguy hiểm của Chu Lá Ca Lá rình rập, thứ nhất là bản thân của cái vị Chu Lá Ca Lá này không thiết tha với đời tu. Cái điều thứ hai, những người vợ và những người trong gia đình sẵn sàng để mà lôi kéo về nhà. Cái điều thứ ba nữa, đây là một cái điều rất là quan trọng. Cái điều thứ ba nữa là Chu Lá Ca Lá đi về nhà một mình để mà sắp xếp công việc. Chính vì đi về nhà một mình đó, tới quý vị rằng các cái người trong gia đình đó, không có nể nang, không có cho đó là cái người xuất gia tu sĩ. Và khi mà trở về nhà một mình đó, thì có cái hữu sự xảy ra thì Chu Lá Ca Lá cũng không biết bám víu vào ai. Cho nên đây là cái cơ hội cho những cái người muốn níu kéo Chu Lá Ca Lá, và họ đã thành công. Họ đã lôi kéo Chu Lá Ca Lá hoàn tục trở về nhà, coi như là thất bại.
thất bại là thất bại đối với một cái đời sống xuất gia, nhưng mà thành công thì kể rằng là những người trong gia đình đã thành công, đã đạt được cái mục đích của mình. Nhưng mà duyên nghiệp thì mình không có miễn bàn ở đây. Và cái lần thứ hai cũng là trường hợp thỉnh chư tăng và Đức Phật về nhà để mà cúng dường trai tăng. Và lần này á, thì với cái sự thành công của đợt đầu, những người còn lại đó mới tự tin chắc chắn rằng cũng sẽ áp dụng và thành công ở đợt thứ hai, là lôi kéo ngài Đại Đức Mahakala. Nhưng mà các cái vị này không có biết rằng ngài Mahakala bây giờ là một vị thánh tăng. Thì cái lần thứ hai này, ngài Mahakala sau khi dùng cơm thọ thực xong thì được yêu cầu ở lại một mình phúc chúc phúc báo cũng như thuyết pháp sắp tấn khích lệ. Quý vị thấy cũng là một cái trường hợp ở lại một mình, một mình nha. Thì khi mà chư tăng và Đức Phật đã ra về đó, thì những người ở trong gia đình cũng áp dụng cái hình thức cũ, đó là níu kéo. Nhưng mà chưa có chuẩn bị được cái công việc làm như thế nào hết, thì ngài Mahakala đã dùng thần thông mà thoát khỏi căn nhà đó và trở về nơi Đức Phật ngự. Và xem như là cái kế hoạch đây mà lôi kéo bị thất bại, một thất bại một cách hoàn toàn. Thất bại ở cái nghĩa đen đó là không lôi kéo được cái vị này trở về nhà, mà thất bại ở nghĩa bóng đó là không có dùng cái phiền não, không có dùng cái ngũ dục cám dỗ để mà ảnh hưởng đến một vị thánh tăng. Thì sau khi trở về nơi mà Đức Phật ngự cùng với chư tăng á, thì Đức Phật ngài đã giải thích trong cái sự lo lắng của chư tăng khi mà thấy Chu Lá Ca Lá đã thất bại, mà lần này Đức Phật ngài để mà còn để lại Maha Ca Lá một mình nữa thì rất là lo. Thì để mà trấn an cũng như là xích khích lệ sách tấn cho các vị sư, các vị chư tăng đó, thì Đức Phật ngài đã nói lên hai cái câu kệ ngôn số 7 và số 8. Và thưa quý vị rằng đó là một cái câu chuyện rất là sống động, mà ngay cả trong cái thời hiện nay vẫn còn gặp những cái trường hợp y như vậy, mà nhiều khi nó còn ly kỳ hơn như vậy nữa. Đời sống xuất gia nó có nhiều cái gọi là thử thách, có nhiều cái gọi là cam go, mà cái người cư sĩ tại gia chúng ta khó có thể nào mà chúng ta cảm nhận được, chỉ trừ khi các vị vào ở trong tu viện xuất gia, ít nhất cũng là xuất gia vô duyên, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều này. Ở trong cái câu kệ số 7 và số 8 mà chúng ta học ngày hôm nay đó, là nó một cái điều, một cái người tu Phật, Tịnh Đạt muốn dùng cái từ tu Phật ở đây muốn ám chỉ cho cả cái hàng xuất gia và hàng tại gia cư sĩ. Nếu như chúng ta là người con Phật, là người học Phật, chúng ta không có một cái lối sống lành mạnh. Lối sống lành mạnh là như thế nào? Là có một cái lối sống với một cái trí tuệ hiểu biết. Khi nhìn, khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, thiếu cái sự phòng hộ, thiếu cái sự khéo phòng hộ, thiếu cái sự tiết độ ở trong cái việc ăn uống, thiếu cái sự tinh cần, tinh tấn trong cái việc mà phòng hộ các căn, thì thưa quý vị rằng phiền não sẽ lấn áp, sẽ chiếm ngự, sẽ chế ngự bản thân mình, gây cho mình luôn luôn có cái sự chìm đắm ở trong cái khổ đau. Chìm đắm trong cái khổ đau là do nguyên nhân cái lối sống của chúng ta không có đúng theo cái lời Phật dạy. Cái bài
kinh số 7, cái câu kệ số 7 và số 8 có thể nói rằng đó, đây là cái lối sống, một cái lối sống, một cái phương pháp sống lành mạnh theo Phật giáo. Nếu như là một cái người xuất gia tu sĩ á, thì càng phải có một cái lối sống lành mạnh, giống như là câu số 8, câu kệ ngôn số 8. Và cái người hàng cư sĩ tại gia cũng cần cái lối sống lành mạnh này để chúng ta có được cái sự gọi là quân tập, cái thói quen, cái gọi là cái sự tu tập thường ngày để hướng đến cái sự giải thoát khỏi cái phiền não vững chãi như là tảng đá, như là núi đá trước cái phong ba cuộc đời, vững chãi khi mà chúng ta đối diện với tình huống xảy ra trong xã hội xung quanh mình. Và cái việc vững chãi ở đây cần phải có một cái lối sống lành mạnh, như là nhìn các cái sự đời bằng một cái cặp mắt trí tuệ hiểu biết. Giống như Tịnh Đạt có từng đề cập đó là tại sao cái cuộc đời lại có một cái suy nghĩ rằng, một cách nhận xét rằng vui ít khổ nhiều, bởi vì một cái lý do rất là đơn giản mà chúng ta bị mắc kẹt, đó là xây dựng cái hiểu biết của mình về cái gọi là cảm nhận các cái giác quan, hưởng thụ cái giác quan, hưởng thụ các cái cảnh dựa trên một cái nền tảng tà kiến. Tà kiến thì nó hơi nặng, nhưng mà phải nói là một cái sự hiểu sai, hiểu lầm, cho rằng những cái cảnh đó, những cái sự tiếp xúc đó, những cái cảnh sắc, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó là trường tồn, là tốt đẹp, là mãi mãi. Khi chúng ta có cái sự nhận thức rằng những cái gọi là cảnh sắc, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, những cái gọi là tồn tại ở xung quanh mình, những cái gọi là sanh ra trong cuộc đời này đều phải chịu cái luật vô thường, thì trên cái nền tảng biết đó, chúng ta sẽ thoát khỏi những cái khổ đau. Và đây phải nói là một cái lối sống rất là lành mạnh. Lành mạnh có nghĩa đó là giúp cho mình càng ngày càng nhận rõ thêm, càng nhận rõ ra hơn cái sự thật của cuộc đời. Và càng ngày chúng ta càng có cái tâm xuất ly, càng ngày chúng ta có cái tâm nhàm chán với cái ngũ dục, cho nên được gọi là cái lối sống lành mạnh. Cái câu kệ ngôn số 8 xuất phát từ cái ý nghĩa cũng như là cái câu chuyện của Ngài Đại Đức Mahakala, cho nên Đức Phật Ngài nói rõ hơn rằng một cái vị xuất gia cần có một cái lối sống quán bất tịnh, quán tử thi hay là quán 32 thể trược, tránh cho cái tâm trạng, tâm lý của mình luôn luôn khỏi, tránh khỏi cái sự cám dỗ bởi cái ngũ dục, bởi cái sắc, thinh hương, vị xúc. Và một vị xuất gia cần phải có cái sự quán tưởng về về thức ăn, về vật thực, về cái sự phòng hộ khi mà căn tiếp xúc với các cái cảnh trần. Và cần phải có cái sự nỗ lực tinh tấn để mà phòng hộ, hộ trì khéo léo, để mà loại bỏ những cái phiền não nó xuất hiện ở trong tâm trí, và ngăn trừ những cái phiền não sắp xuất hiện ở trong tâm trí. Đó là một cái lối sống lành mạnh, lối sống tốt đẹp, và một cái lối sống dẫn đến cái việc ly tham, một cái việc xa lìa các cái phiền não. Có thể tóm tắt gọn đó là cái câu kệ ngôn số 7 và số 8 này đã nói lên cái lối sống nào là lối sống cần phải theo đuổi, và cái lối sống nào là cái lối sống cần phải từ bỏ. Và qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta sẽ rút ra cái bài học
đừng có khinh thường cái phiền não. Dạ, đừng có khinh thường cái phiền não và phải tập cho mình có một cái lối sống lành mạnh theo tinh thần của Phật giáo. Cũng giống như là trường hợp của Ngài Mahakala. Thì thưa quý vị rằng chúng ta cũng không còn thời gian, tình đài xin kết thúc cái câu kệ ngôn, ý nghĩa của câu kệ ngôn số 8 ngày hôm nay, cũng như là bài học, kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Tình đài xin kính chia, kính dâng cái phần phước này đến chư tăng và chia điều đến toàn thể quý vị và hồi hướng đến tất cả chư thiên. Mong rằng tất cả quý vị luôn luôn có được sự an vui, an lành ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời các vị MC trở lại. Dạ, sa thú lầm thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 08 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Thật ra phương pháp ăn con đến người, cậu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng khá sử đảnh lợi thường thường đến người. Cậu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.